Chào Mai, Dạ. chị muốn cải thiện cái nếp nhăn với cái rãnh cười của chị nè. Tại Dạ. vì chị muốn càng trẻ càng tốt bao nhiêu thì chị cũng chi. Oh, có nghĩa là mình không quan tâm về chi phí hả À, chị? đúng rồi. Wow, lâu lâu cũng có những cái khách hàng mà rất là gọi là rất là yêu cái đẹp, yêu bản thân mình, mà cái đó mày thấy là đúng rồi. Phụ nữ mà không yêu mình làm sao ai yêu mình được, phải không À. chị? Mình phải chăm sóc cho cái sức khỏe, cho vẻ đẹp của mình được rạng rỡ chứ. Mà thế là da chị thì cũng nói chung là với thời gian thì cũng mất đi cái độ dưỡng chất trên bề mặt da, nó hơi khô, cũng như là rãnh sâu thì nó cũng nhiều một chút, thì nhìn mình thấy nó hơi mệt. Thì nếu như chị làm cái công nghệ anti-aging, nó sẽ tăng collagen, tăng elastin, rồi đồng thời là nano collagen để có thể đem cái dưỡng chất trên bề mặt da của mình, thì nó làm cho cái bộ mặt của mình hoàn toàn thay đổi đó chị. Tại vì chị biết là khi mà chồng của chị á có người phụ nữ bên ngoài thì chị mới nhìn lại cái bản thân mình á, chị thấy là mình cũng có một một phần lỗi trong đó. Tại vì là đàn ông thì ai cũng muốn là cái người phụ nữ bên mình đẹp, mà chị thì bận rộn, chị không có chăm sóc bản thân mình mỗi ngày, do đó mà giờ chị muốn thay đổi bản thân mình. Thực ra là Mai rất là thích cái sự tích cực của chị, bởi vì có nhiều chị mà trong cái hoàn cảnh của chị thì nào là mình trách người chồng của mình, nhưng đương nhiên chồng của mình cũng có lỗi rồi đó, cái đó là sai rồi, nhưng mà bản thân mình chị cũng đã có cái sự tích cực để nhìn lại cái thiếu của mình, hoặc là những cái mà mình chưa được chu toàn để mình cố gắng mình chăm sóc. Bởi vì sức khỏe, vẻ đẹp của mình nó là mình không quý mình không yêu mình thì làm sao mình bắt ai phải yêu mình được, phải không chị? Thật ra là BB với Mai cũng sẽ cùng với đội ngũ bác sĩ sẽ nỗ lực để chăm sóc da cho chị, để giúp cho chị lấy lại tuổi thanh xuân nha. À, ok Mai, chị tin tưởng Mai với lại BB nha. Mai có câu hỏi vui vui dành cho chị nha. Chị có À, 10 giây để trả ok. lời ha. Việc mà mọi người thường làm vào buổi sáng là gì? Thức dậy mình ngắm lại cái nhan sắc của mình coi Thì nó cũng như thế đúng. nào, nó thay đổi như thế nào so với ngày hôm qua. Cũng có thể là bởi vì mình là phụ nữ, nhưng mà nhiều khi ví dụ như đàn ông cũng chưa chắc họ đã ngắm lại gương nhan sắc của họ đâu. Thực ra câu trả lời gọi là ai cũng vậy, nghĩa là việc đầu tiên của buổi sáng là mở mắt. Đúng không chị? Vậy mai mời chị soi da rồi mình cùng tiến hành ha.